Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thầy nhận được lời mời để cùng chia sẻ Phật pháp với quý vị. Trước hết thì cho thầy hỏi thăm quý vị từ sáng giờ có mệt lắm không? Chắc cũng mệt ha. Thầy nói cái đề tài là quý Phật tử hồi nãy đã nghe rồi, đó là cõi Tây Phương Cực Lạc dưới ánh sáng của khoa học. Quý Phật tử nghe có rõ không? Nó có bị ồ ồ không? Dạ. Thầy có cảm giác hình như nó hơi vang vang đó, phải không? Dạ. Thì thưa quý Phật tử, sở dĩ thầy chọn cái đề tài này á là bởi vì cách đây mấy bữa, mùng 9, mùng 10 âm lịch á, tháng 11 nè, thầy có ra ngoài Nha Trang để giảng pháp cho 6 cái đạo tràng, 5 cái đạo tràng ngoài Nha Trang. Đó là cái thông lệ hàng năm mà thầy thường ra ngoài đó chia sẻ Phật pháp. Với cái đạo tràng do một Phật tử rất là thuần thành tổ chức cho 5 ngôi chùa. Cô Phật tử này đã từng lên Phật pháp nhiệm màu số 22, Phật tử Nguyên Ngộ, là cái cô mà đó bán chứng dịch lộn rồi sau đó giác ngộ Phật pháp á, rồi đưa cả gia đình vào đạo, được lên Phật pháp nhiệm màu ở chùa Hoằng Pháp. Thì những năm trước thầy có ra ngoài Nha Trang thầy giảng á, ngoài Khánh Hòa, thì cô Nguyên Ngộ rất là tinh tấn với pháp môn tịnh độ. Cô phát nguyện là trọn đời là giảng sanh Tây Phương, coi như niệm Phật quyết tử. Và cuộc sống của cô rất là an lạc, cô không còn lo nghĩ đến cái chết, cũng như là một đời sống ly dục, mặc dù còn là cư sĩ tại gia. Nhưng mà thật bất ngờ khi năm nay thầy cũng được cô mời ra ngoài đó giảng, nhưng mà cô lại nói nay con tu pháp môn mới rồi, con tu thiền, con tu Nikaya. Rồi thầy ngạc nhiên luôn á, một người tín tâm với tịnh độ, coi như hết lòng, và tổ chức cho những cái khóa tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp cho Phật tử Khánh Hòa, không bao giờ thiếu mặt cô hết á. Nhưng mà ngay cái khóa tu này cô cũng không có dự. Thì khi thầy ra đến cái chùa Linh Sơn Pháp Ấn, là cái chùa ở Suối Cát, Nha Trang á, thì sư phụ của cô Nguyên Ngộ á, thì sư phụ có nói với thầy làm sao mà thầy khuyên được cô Nguyên Ngộ quay về với tịnh độ chứ, giờ cổ bỏ tịnh độ uổng quá. Đã. Thì thầy cũng không biết làm sao khuyên. Cái đạo tràng ở ngoài chùa đó rất là lớn, thầy có giảng cho Phật tử về cái lợi ích, cái sự thực hành pháp môn tịnh độ mà chúng ta có thể gặt hái được thông qua cái pháp trì danh và quán tưởng niệm Phật. Chúng ta có thể đạt được cái trạng thái tương đương với nhập vào sơ thiền, giống như sư ông ở chùa Vạn Đức chúng ta có dạy. Thầy đó thầy có đi học, thầy nhớ lúc sư ông mới ra thất năm chín mấy á, thì sư ông có nói là cái người hành giả tu tịnh độ đến nhất tâm bất loạn á, thì có thể tương đương với một hành giả tu thiền mà nhập vào cảnh giới sơ thiền. Lúc đó là tâm nó được nhất tâm bất loạn. Ngoài ra kèm thêm có hai cái trạng thái đặc biệt, đó là hỷ và lạc, tức là không còn khổ đau, lúc nào tâm cũng được an lạc và vui vẻ, như là người đang sống ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy, mặc dù chúng ta còn ở thế giới ta bà. Chính vì vậy mà dù rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy theo căn cơ của mỗi người mà thuyết giảng những cái pháp môn tu tập khác nhau, nào là thiền, nào là tịnh độ, nào là mật tông, nhưng mà cái đích đến vẫn là có được thiền định, các tầng thiền định, có được các loại thần thông, có được trí huệ, hiểu thấu rõ được bản chất của con người và thế giới, do đó mà sống một cuộc sống giải thoát an lạc thật sự, hạnh phúc mãi mãi. Do nên á, pháp môn tịnh độ nếu chúng ta đã chọn thì không có cớ gì chúng ta phải bỏ làm gì. Chúng ta vẫn có thể đạt được cái trạng thái thiền định trong cái pháp môn trì danh niệm Phật được như thường. Thầy có lần đi khám bệnh từ thiện ở Bồ Đề Đạo Tràng. Lúc đó thì khám 6 ngày, mỗi ngày cho 600 bệnh nhân, có 6 bác sĩ. Thì đến ngày thứ tư thì ai cũng mệt hết trơn á. Nhưng lúc ấy thầy trong trạng thái đi xe từ ở núi Cây Túc về lại Bồ Đề Đạo Tràng, trên đường đi 80 cây số. Lúc đó 6-7 giờ chiều rất là mệt. Nhưng mà khi lấy sâu chuỗi trên cái cổ tay ra thầy niệm Phật, chỉ cần mình gạt hết mọi duyên,
không còn ham muốn chuyện đời, mà trong thiền gọi là ly dục, ly các ác pháp, ly các bất thiện pháp, thì mình có thể chứng và trú được cái tầng thiền thứ nhất gọi là sơ thiền, với đầy đủ năm cái trạng thái, đó là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc và có nhất tâm bất loạn. Thì trong cái trạng thái đó nó hạnh phúc vô biên quý Phật tử. Mặc dù mình niệm Phật, mình có cảm giác toàn thân nó nhẹ bỏng, không còn mệt mỏi, ta gọi là lạc. Có một cái vui mừng không kể xiết từ trong tâm nó trào ra, dâng trào ra từ đầu đến chân, ta gọi là hỷ. Và ở trong cái trạng thái đó, giả sử như mình chết ngay trên đường đi đó, mình có thể vãng sanh được Tây Phương. Nếu mình không có chết liền ngay lúc đó, mà bằng chứng là thầy còn sống đến giờ nè, quý Phật tử, thì thầy nghĩ rằng lúc thầy lâm chung á, cái cảm giác hỷ lạc của nhất tâm bất loạn đó, nó có thể làm cho mình nhớ lại, làm cho mình không còn đau đớn về thân, không còn sợ hãi về tâm. Lúc đó thì chúng ta có thể gọi là bất điên đảo á, quý Phật tử nha. À, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ được. À, cho nên ngày hôm nay thầy có ý định rằng trình bày lại cái pháp môn tịnh độ với cái ánh sáng của khoa học, để cho chúng ta có thêm cái góc nhìn đúng hơn về thế giới Tây Phương, để nó tăng trưởng cái niềm tin nơi pháp môn tịnh độ. Mà giống như trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn có dạy Hoàng hậu Vi Đề Hy rằng có ba cái điều kiện để chúng ta được vãng sanh Tây Phương. Thứ nhất đó là chí tâm, chí thành. Thứ hai đó là phát nguyện thù thắng. Và cái điều thứ ba là hồi hướng công đức để vãng sanh về đó. Thì muốn có được cái sự chí tâm, chí thành không lay chuyển, không điên đảo, không có nay tu pháp môn này, mai tu pháp môn khác, thì chúng ta cần phải biết rõ về cõi Tây Phương với cái hiểu biết của một con người trong thế giới hiện đại. Thì có như vậy, ai nói ngã nói nghiêng thì mình vẫn vững như kiền ba chân, phải không quý Phật tử? Đó. Nên thầy muốn nói cái ý nghĩa đó cho cái bài giảng này. Kính thưa quý Phật tử, ít khi nào mà thầy giảng mà thầy không cười, mà sao hôm nay cái mặt thầy nghiêm quá. Tại vì thầy buồn vì có nhiều Phật tử bỏ cái pháp môn tịnh độ. Từ bữa giảng Nha Trang giờ thầy buồn lắm. Tại vì cái đạo tràng của chùa Linh Sơn Pháp Ấn đó, lúc đầu là 1.500 người, rồi từ từ còn có 1.000, rồi còn 500. Năm nay thầy ra giờ còn có 300, 200 mấy chục người à. Coi như càng ngày nó càng ít, càng ít, càng ít đi. Thì cái đó là cái nỗi buồn mà không sao mình diễn tả được. Thì thầy mong rằng quý Phật tử chúng ta nghe rồi mà chúng ta có thể thảo luận, đặt câu hỏi. Thầy nói ngắn thôi, khoảng chừng 30 phút, 45 phút thôi nha. Thì quý Phật tử thắc mắc đặt câu hỏi, thầy trả lời khoảng 15 phút được không? Dạ. Thưa quý Phật tử, thứ nhất á, thì nói về cái cõi Tây Phương cực lạc á, thì thầy xin giải thích rằng Tây Phương và cực lạc là gì. Thì chắc quý Phật tử cũng biết rồi đó. Tây Phương là ở đâu? Ở phương gì? Phương Tây thì cái chắc rồi. Phương Tây là phương gì? Phương mặt trời lặn, đúng không? Nhưng mà trong kinh quán, trong kinh Vô Lượng Thọ thì có nói rằng là cõi Tây Phương á, là ở phía Tây của cái cõi Diêm Phù Đề, Champudipa. Champu có nghĩa là Diêm Phù, là một cái loại cây mà nó giống như là cây lông não vậy đó, to. Rồi Diêm Phù có nghĩa là cái mặt đất, đất vàng đó quý Phật tử nha. Thì ở cái xứ mà chúng ta tưởng tượng á, thì Đức Phật không thể nào nói rộng ra cái thời đại của Ngài được, là cái cõi Diêm Phù Đề nó là cái xứ mà người Ấn Độ đang ở quý Phật tử, ở phía nam ngọn núi Tu Di á, gọi là Nam Diêm Phù Đề. Mà nếu mà chúng ta nói núi Tu Di là cái núi Hy Mã Lạp Sơn á, thì nó không có đúng. Bởi vì nơi núi Tu Di là có các tầng trời cư ngụ ở trên đó, mà mắt thường chúng ta thấy không có được quý Phật tử. Ví dụ như cõi trời Đao Lợi là ở trên cái đỉnh núi á, còn cõi trời Dạ Ma Đâu Xuất là ở ngoài, trên không trung, trên cái đỉnh núi. Thì chúng ta tìm núi Tu Di ở trên trái đất thì nó không có ra. Nhưng mà
Nếu nói về cái một cái quan điểm thế giới của Phật giáo á, thì cứ mỗi một tiểu thế giới á quý Phật tử, thì nó có một ngọn núi tu di, một mặt trời, một mặt trăng. Thì như vậy núi tu di không phải là một cái ngọn núi ở trên trái đất, mà nó là một ngọn núi của cái thái dương hệ, tức nghĩa là có một mặt trời, phải không quý Phật tử nha. À, tức là một cái hệ mặt trời thì chỉ có một ngọn núi tu di và quý Phật tử đó. Cho nên nói về phương tây của cái cõi Diêm Phù Đề chính là phương tây của mặt trời, quý Phật tử. Mặt trời gọi là thái dương hệ. Thì mặc dù trái đất có quay xung quanh mặt trời như thế nào đi nữa, thì mặt trời so với trái đất vẫn là đứng yên tương đối, phải không quý Phật tử nha. Đó. À, giống như là chúng ta có cái chánh điện thờ Phật là tượng trưng mặt trời đi, thì quý Phật tử ngồi ở phía trước chánh điện á, giả sử là hướng tây đi nha. Đó. Thì bây giờ quý Phật tử có đi vòng vòng ở chánh điện tinh hành xung quanh cái tượng Phật á, thì phương tây của chánh điện vẫn là trước mặt của Đức Phật, phải không quý Phật tử? Nghĩa là phương tây của mặt trời vẫn là phương tây thôi, mặc dù trái đất có quay vòng vòng thì kệ nó, được không quý Phật tử nha. Đó. Như vậy thì chúng ta phải hiểu cõi Tây Phương Cực Lạc á, về cái chữ phương tây á, nó là phương tây của cái thái dương hệ mặt trời nha. Theo cái thuyết hiện nay thì mặt trời là đứng yên tương đối so với trái đất đó quý Phật tử. Do đó mà chúng ta không ngạc nhiên sao mà mặt trời thì lúc thí dụ như ở hướng tây của Việt Nam á, như giờ này là mặt trời đang lặn ở hướng tây, nhưng mà so với nước Mỹ á thì nó lại là ở hướng đông rồi quý Phật tử, nửa vòng trái đất. Mặc dù rằng mặt trời so với Việt Nam hay Mỹ thì Việt Nam Mỹ thấy đông thấy tây, chứ mà phía tây của mặt trời á quý Phật tử vẫn là cái hướng bên kia, còn trái đất mình là tương đương với hướng nam của mặt trời, quý Phật tử hiểu không nha. Đó, gọi là Nam Diêm Phù Đề, theo cái bản đồ thiên văn nó là như vậy, được không? Đó. Thì như vậy lấy mặt trời làm trung tâm thì trái đất á thì nó quay vòng vòng ở xung quanh mặt trời, nhưng mà lúc nào nó cũng ở phía dưới, ở hướng nam, được không? Đó. Còn phía trên mặt trời là có những cái hành tinh khác, phía tây, phía đông có những hành tinh khác. Rồi, tiếp tục thầy giải thích thêm là cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó nó cách đây bao nhiêu xa. Thì chúng ta biết rằng trong kinh A Di Đà cũng như kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ đều nói rằng cõi Tây Phương Cực Lạc cách cái trái đất, cho dễ hiểu đi nha, tức là cách cái hệ mặt trời của mình á, 10 muôn ức cõi Phật. Muôn là 10 ngàn, 10 muôn là 100 ngàn, ức là 100 ngàn. Đem 100 ngàn nhân cho 100 ngàn thì nó ra là 10 tỷ. Cách đây 10 tỷ thế giới, tức là 10 tỷ cái cõi Phật. Bây giờ thầy nói tiếp về cái cõi Phật. Một cõi Phật không phải chỉ có trái đất quý Phật tử. Một cõi Phật cũng không phải chỉ có một cái mặt trời, mà một cõi Phật được gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Ví dụ cõi Ta Bà này là một cái cõi gồm có 3 lần 3 lần 3 cái ngàn đó quý Phật tử nha. Đó. Thì nó thành ra tương đương với một cái, không phải thái dương hệ nữa, mà là một thiên hà. Thiên hà là gì quý Phật tử? Thiên hà, hà có nghĩa là con sông, còn thiên là ngàn. Ngàn con sông nghĩa là sao? Cái chữ thiên hà là bởi vì người Hy Lạp ngày xưa người ta quan sát thiên văn ở trên bầu trời, người ta thấy khi mà trời trong ít có mây á, thì người ta quan sát ở vùng cái vùng chòm sao Đại Hùng ở gần đó đó, nó có một cái dải mà hàng hội tụ hàng ngàn ngôi sao, nó vắt ngang bầu trời như cái cầu vồng vậy đó, mà nó màu trắng, nó chạy từ bên đây qua bên kia như là một người mà phun cái vòi nước, nắm cái vòi nước xịt lên không trung rồi nó rớt xuống đất vậy đó. Thì người Hy Lạp gọi cái đó gọi là dòng sữa. Dòng sữa tiếng Hy Lạp là galaxy. Hiện nay điện thoại Samsung có nhiều thế hệ galaxy, phải không quý Phật tử? Galaxy S8 rồi Galaxy S10 gì đó, đúng không? Đó, galaxy có nghĩa là thiên hà quý Phật tử. Thì người Hy Lạp họ gọi là galaxia, có nghĩa là thiên hà, là một cái dòng sữa trắng, tiếng Anh nó là
Milky Way. Milky là thuộc về sữa, còn Way là cái dòng, dòng sữa, à, con đường sữa. Thì người ta quan sát nó tập hợp vô số các vì sao, các mặt trời ở trong đó. Thì trái đất của mình á, nó nằm ở trong đó quý Phật tử. Cái hệ mặt trời nó nằm trong hàng ngàn, hàng tỷ ngôi sao trong cái thiên hà đó. Thì cái thiên hà đó nó có cái hình xoắn trung ốc ra như vậy nè. Xoắn trung ốc giống như còn gọi là hình chong chóng á quý Phật tử. Cái quạt mà con nít nó chơi chong chóng hồi xưa nó xếp giấy rồi đó. Cái gió thổi cái nó quay vòng vòng á. Đó. Thì gọi là hình xoắn trung ốc. Hình xoắn ốc. Thì trái đất mình nằm ở rìa nó đó. Nhưng mà mình thấy được cái dải ngân hà đó là mình thấy cái mặt phẳng cắt ngang thôi. Nó là nhiều tầng, nhiều lớp của cái trung ốc đó quý Phật tử. Thì ta gọi là dải ngân hà được không quý Phật tử nha. Đó, ý là vậy. Đó, thì một cái thiên hà như vậy là một cõi Phật quý Phật tử. Thế giới Ta Bà đó, cõi dải ngân hà gọi là thế giới Ta Bà. Thì cái thiên hà của mình, trái đất đang cư ngụ, các nhà khoa học gọi là dải ngân hà, gồm có hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ ngôi sao, người ta đếm không có được quý Phật tử. Thì hiện nay á, thì người ta quan sát được bằng cái 20 cái kính thiên văn đặt ở trên quỹ đạo trái đất, kính thiên văn Hubble vân vân. Thì người ta vào năm 2016 á, thì trường đại học Nottingham ở Mỹ á, người ta đã thống kê được. Khoa học ngày nay mới phát hiện ra chứ chưa hết quý Phật tử. Được 2.000 tỷ thiên hà như vậy quý Phật tử. 2.000 tỷ nha quý Phật tử. Thì cõi Tây Phương Cực Lạc của mình á, nó chỉ có là 10 tỷ thiên hà thôi. Cách mình 10 tỷ thiên hà thôi quý Phật tử. Thì như vậy chúng ta cũng không ngạc nhiên là chắc chắn là có một cái thế giới nào đó nó nằm ở trong vòng 10 tỷ thiên hà, cách cái thiên hà mà có chứa trái đất này. Được không quý Phật tử? Khoa học ngày nay đây nè, thầy mới đọc nè. Hiện nay thì 2016, Đại học Nottingham đã dùng 20 cái kính viễn vọng Hubble và tái tạo bằng máy vi tính 3 chiều để có thể quan sát được 2.000 tỷ cái thiên hà ở xung quanh trái đất chúng ta, xung quanh cái dải ngân hà này. Thì như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng cách đây 10 tỷ thiên hà, tức là 10 tỷ cõi Phật, có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Cái điều đó cũng không có trái với khoa học ha Phật tử ha. Đó, không phải là một cái điều mà mình cần phải lưu ý như thế này. Vào cách đây 25 thế kỷ, vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hoàn toàn chưa có ai phát minh ra kính thiên văn như bây giờ cả. Có nghĩa là nhân loại chưa có thể tưởng tượng được xung quanh của trái đất chúng ta có vô số những cái hành tinh khác nữa. Mãi cho đến thế kỷ thứ 16 người ta phát minh ra kính thiên văn, rồi thế kỷ thứ 17 người ta soi lên bầu trời, người ta thấy rằng xung quanh trái đất có rất nhiều các hành tinh nữa. Thì lúc đó cái thuyết địa tâm của đạo Công giáo bị phá sản. Thì vì đạo Công giáo quan niệm trái đất là trung tâm vũ trụ, kể cả mặt trời cũng quay xung quanh trái đất, giống như là buổi sáng nó quay ở hướng đông rồi buổi chiều nó chạy về hướng tây quý Phật tử. Đó. Thì cái đó là không có tu chứng mà chỉ tưởng tượng đó thôi. Còn Phật là dùng cái thiên nhãn thuần tịnh quan sát mười phương thì thấy đúng như khoa học ngày nay chứng minh quý Phật tử. Cho nên Đức Phật nói về mở đầu trong kinh A Di Đà rằng là cách cái cõi chúng ta đây có 10 tỷ, cách 10 tỷ thiên hà thì có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều đó khoa học ngày nay chứng minh rằng người ta có thể nhìn ra được xung quanh chúng ta hiện nay là có được 2.000 tỷ cái thiên hà rồi nha. Vậy thì đó là xung quanh đó, 10 phương á, chứ còn một phương thì Đức Phật nói nó là 10 tỷ á quý Phật tử. Vì vậy mà cái câu đó trong kinh A Di Đà không những nó không trái với khoa học ngày nay mà nó còn cho chúng ta thấy rằng, khẳng định cho chúng ta thấy rằng cái điều Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là sự thật từ cái sự tu chứng thấy được xuyên không gian của Ngài, phải không quý Phật tử nha. Đó, đó là cái thứ nhất chúng ta lưu ý để có niềm tin. Cái điều thứ hai á, thì như trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng một ngày một đêm ở cái trái đất này, xin lỗi quý Phật tử, 100 năm ở trái đất này nó chỉ dài đúng bằng một ngày một đêm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu cái điều đó mà nói cách đây 100 năm thì không ai tin đâu quý Phật tử nha. À, lúc đó
có một thiên tài thiên văn, một thiên tài bác học, đó là ông Einstein. Ông đã từng nói cái điều này giống như Đức Phật nói ngàn xưa, rằng là nếu chúng ta mà di chuyển ở trong vũ trụ này với tốc độ nhanh, nhanh hơn hoặc nhanh bằng hoặc gần bằng tốc độ ánh sáng á, thì cái thời gian của chúng ta nó sẽ trôi rất là mau. Có nghĩa rằng cứ một ngày ở chúng ta, cứ 300 ngày ở trên trái đất này thì chúng ta có thể là trải qua mới có một ngày ở trên cái con tàu vũ trụ mà bay với tốc độ cao, quý Phật tử nha. Vậy thì mình đi du hành 3 năm về đây bằng 300 năm, thậm chí 1.000 năm, quý Phật tử. Đó. Do đó mà cái độ chênh lệch về cái thời gian á, theo cái thuyết tương đối của ông Einstein á, thì cái chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh Hoa Nghiêm nó y chang như cõi Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì chúng ta biết cõi Tây Phương Cực Lạc á, cái tốc độ vận hành của các hành tinh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc á, nó cực kỳ nhanh. Nó nhanh lắm. Tại sao nhanh? Tại sao mình biết nhanh, quý Phật tử? Tại vì cái tốc độ di chuyển của Đức Phật A Di Đà nhanh quá. Tức là từ bên Tây Phương mà đến đây đón mình về bên đó đó, trong bằng cái khẩy móng tay của một người. Khẩy móng tay là gì nè? Khẩy vậy nè, là tới rồi đó. Từ Tây Phương tới trái đất rồi đó, trong cái khẩy móng tay à. Rồi tới đây, không tới một giây nha quý Phật tử. Mà chúng ta biết nó cách mình 10 tỷ thiên hà. Mà một thiên hà nó chứa hàng tỷ cái ngôi sao trong đó. Nhưng mà giữa hai thiên hà thì nó có một cái khoảng không gian gọi là liên hành tinh, liên thiên hà. Cái khoảng không gian này nó còn to hơn là cái kích thước thiên hà nữa quý Phật tử. Nó to hơn có khi 1.000 lần cho đến 100.000 lần cái kích thước thiên hà. Bởi vì nơi đó không có vật chất. Cái nơi, cái không gian cách khoảng giữa hai cái thiên hà, tức là hai cái cõi Phật á, là một cái khoảng hư không mênh mông. Mà khoa học chứng minh rằng cứ 1 mét khối hư không đó, nó chỉ chứa được có một nguyên tử thôi. Nó loãng đến như vậy á quý Phật tử. Thí dụ bây giờ chúng ta thấy 1 mét khối không khí mình á, là nó chứa hàng tỷ 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 cái nguyên tử là oxy, carbonic và hydro ở trong, nitơ ở trong. Còn trong khi đó ở ngoài không gian giữa các cái thiên hạ, nó 1 mét khối hư không nó chỉ có một nguyên tử à, tức là nó loãng đến mức độ đó. Và như vậy cái khoảng cách nó vô cùng xa xôi từ thế giới Tây Phương Cực Lạc đến thế giới Ta Bà mà Đức Phật đi trong chớp mắt, tức là nhanh hơn ánh sáng gấp nhiều lần, phải không quý Phật tử? Cho nên cái tuổi thọ và cái thời gian ở cõi Tây Phương đương nhiên nó phải nhanh hơn trái đất rồi. Một ngày trái đất bằng 100 ngày ở cõi Tây Phương Cực Lạc, quý Phật tử ha. Đó, cái đó là nó đúng với khoa học luôn quý Phật tử về mặt thời gian. Xin lỗi thầy nói quý Phật tử có hiểu không? À, tưởng tượng nghe đi nha. Dạ, tưởng tượng ra một chút để chúng ta có thêm niềm tin, được không nè? À, một cái điều kế tiếp thầy muốn trình bày với quý Phật tử đó là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc á, nó có những cái điều rất là vi diệu. Chẳng hạn như trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ có kể rằng, chúng ta muốn biết thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào thì chúng ta thực hành 16 cái phép quán tưởng. Phép quán tưởng thứ nhất là quán về mặt trời lặn ở phương Tây để định hướng về tương đối về mặt không gian ở cõi Tây Phương. Cái thứ hai là quán tưởng về nước ở cõi Tây Phương. Nước ở cõi Tây Phương để mình suy ra quán về đất. Tại vì đất ở đó đó, cái mặt đất ở trên mặt đất đó, nó trong suốt như là pha lê, lưu ly. Lưu ly là cái loại ngọc mà nó cứng hơn pha lê nữa, mà nó trong suốt hơn pha lê, tức là nó không có tạp chất. Và bên dưới cái lớp lưu ly đó đó, quý Phật tử biết là cái loại cái gì không? Có phải đất không? Không phải đất, mà nó là kim cương quý Phật tử. Hột xoàn á, được chưa nè? Tức là một cái khối vật chất bằng đất, nó cứng hơn là thép, chứ không phải là đất thường. Đất ở dưới là kim cương rồi, phía trên kim cương mới là pha lê, được không? Đó, nó trong suốt. Tại sao mà chúng ta lại có thể tưởng tượng ra cái điều đó? Không thể nào tưởng tượng được, mà phải là mắt thấy. Ý tưởng tượng không có được, mà mắt thấy trực tiếp rồi mô tả lại mới đúng. Đúng với khoa học là sao quý Phật tử biết không? Trong pháp quán thứ tư á, là quán về cái cây cối ở Tây Phương Cực Lạc. Pháp quán thứ ba á,
là pháp quán về cái nước Bắc Công Đức Thủy, vân vân. Thì khi mà quán về cây cõi Tây Phương Cực Lạc á, mỗi một cái gốc cây như vậy, mỗi một cái thân cây như vậy, quý vị tưởng tượng nó cao cỡ nào không? 8.000 do tuần. Quý Phật tử cứ tính do tuần là như thế này, cứ lấy con số đó nhân lên cho 10, rồi nhân cho 2 nữa là nó ra được cây số nha. Thí dụ người ta nói một cái cây nó cao 8.000 do tuần, mình nhân cho 10 thì được bao nhiêu? 80.000 cây số. Rồi đem nhân cho 2 nữa thì được bao nhiêu? 160.000 cây số. Một cái thân cây to như vậy. Mà quý Phật tử tưởng tượng một cái gốc cây mà người ta trồng ở dưới đất á, thì nó to như vậy, người ta phải đào cái hố rất là sâu để người ta chôn. Nhưng mà đó là cái cây bằng thực vật, bằng cái chất cellulo nó nhẹ bông à. Quý Phật tử biết ngày nay á, phía sau lưng của chùa, phía trước mặt chánh điện của chùa Vạn Đức là có cái nhà lầu 20 tầng chung cư á. Mà muốn xây được cái chung cư 20 tầng đó đó, người ta phải đào xuống đất đó quý Phật tử, cả 100 mét ở dưới, bằng cách là người ta dùng cái cừ bằng bê tông á. Mỗi một cái cừ bê tông như vậy á, nó có đường kính là 5 mét, mà nó hình vuông quý Phật tử. Rồi người ta dùng cái máy nén, người ta đè nó xuống dưới đất vậy đó. Quý Phật tử tưởng tượng đến chi vậy? Để xây cái nhà lên cho nó khỏi lúng quý Phật tử. Như vậy một cái cây mà cao tới 160.000 cây số, mà nếu quý Phật tử cứ đem hai cái cây đó quý Phật tử chồng lên nhau thì nó gần bằng từ đây tới mặt trăng rồi đó. Quý Phật tử tưởng tượng nổi không? Từ đây tới mặt trăng có 384.000 cây số à. Mà một cái cây nó cao 160.000 cây số, quý Phật tử tưởng tượng là nó bằng gần bằng phân nửa từ đây tới mặt trăng. Thì nếu như cái đất ở cái Tây Phương Cực Lạc mà bằng cái chất cát của mình á, thì nó sẽ xảy ra chuyện gì quý Phật tử? Lún, chưa kể nó bể luôn hơn quý Phật tử nha. Mà cái cây này á, nó không phải là bằng cái chất gỗ, gỗ nó nhẹ. Quý Phật tử biết cây ở cõi Tây Phương bằng gì không? Bằng 7 loại châu báu, mà cái thứ nào cũng nặng hết á. Nào là vàng nè, bạc nè, rồi xà cừ, mã não, san hô, hổ phách gì đó, kim ngân lưu ly pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Mấy cái thứ đó nó nặng vô cùng lắm quý Phật tử. Mấy cái đá nó rất là nặng nha quý Phật tử. Đó, quý Phật tử tưởng tượng cái cây nó bằng kim loại quý là vàng, mà trồng xuống dưới đất á, thì nó sẽ bật gốc liền nha. Cho nên đất phải bằng gì? Kim cương, được không? Mặt đất bằng pha lê, y như khoa học. Tại vì nếu người ta mà tưởng tượng ra thì người ta không nghĩ đến cái kết cấu vật lý và kiến thức xây dựng được, đúng không? Người ta sẽ bị hớ liền à. Nếu như cái Kinh A Di Đà mà do con người tưởng tượng ra viết ra thì con người thời xưa không có kiến thức về vật lý, về kiến thức xây dựng và khoa học như ngày nay, thì người ta cứ cho đất là đất thường, rồi người ta cho tưởng tượng cái cây mọc cao bao nhiêu cũng được á, thì người ta sẽ bị hố, đúng không quý Phật tử? Mà mình gọi là việt vị á. À, thì như vậy nó sẽ mâu thuẫn liền. Do đó mà cái cõi Tây Phương nó rất là khoa học ở chỗ đó nha. Hồi xưa người ta đâu có tưởng tượng được, mà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy được rồi diễn tả. Mà không phải diễn tả nữa, Ngài dùng thần thông, Ngài quay phim trực tiếp đó quý Phật tử. Tức là gọi là truyền hình trực tiếp, quý Phật tử biết không? Cái thời đó mình tưởng là nó gọi là thần thoại chứ không phải. Cái sự sử dụng thần thông của Phật Thích Ca, nó chẳng qua Ngài giống như là cái người từ ở tương lai đi về trong hiện tại vậy đó. Ta gọi là du hành ngược thời gian á nha. Ngài dùng những cái khả năng đặc biệt mà bằng thiền định của mình, được không? Mà chúng ta giờ có thể tưởng tượng, giả sử một người ở ngoài tương lai mà đi ngược về quá khứ, thì mấy cái chuyện mà truyền hình trực tiếp là nó quá bình thường, phải không quý Phật tử nha. Đó, hồi sáng này thầy đi dự lễ 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì quý Phật tử biết rằng người ta truyền hình trực tiếp luôn những cái chuyện mà từ lúc ông này phát biểu, ông kia ngày kia phát biểu á, là nó truyền hình trên mạng trực tiếp luôn. Phật tử không cần đến học viện mà ngồi ở nhà bật lên gọi là Facebook của quý Phật tử, Phật sự online á nha, là coi được liền ngay tức khắc đó. Thì cái chuyện mà ngày xưa á, Đức Phật dùng truyền hình trực tiếp bằng thiền định là chuyện bình thường, được không quý Phật tử? Sau này nè, khoảng 1.000 năm sau thôi, hay là không chừng 100 năm nữa không chừng, quý Phật tử sẽ
dùng giữa chặn mài quý Phật tử á, phát ra một cái luồng sóng truyền hình được không? Mà sóng truyền hình nó bằng siêu âm, quét qua hết cái đại chúng này, rồi truyền qua bên vệ tinh. Cái bắt đầu ở đây nó có cái đầu dò, nó thu sóng rồi nó phát lên trên đỉnh đầu quý Phật tử là cái màn hình bằng không khí. Rồi quý Phật tử thấy được cái cảnh giới, không cần phải dùng máy nữa quý Phật tử. Đó, mình tưởng nó hoang đường chứ cái chuyện đó trong tương lai con người cũng làm được quý Phật tử, được không này? Đó, hình thử ra Đức Phật Thích Ca giữa hai trận mày phóng ra một luồng ánh sáng quét khắp mười phương cõi Phật, cho bà Vi Đề Hy thấy được cõi Tây Phương Cực Lạc, giống như là coi truyền hình trên đỉnh đầu của ngài. Mình thấy hoang đường không? Không hoang đường. Quý Phật tử biết ngày nay trung tâm vũ trụ NASA bên Mỹ á, người ta điều khiển á, người ta không có cái màn hình vi tính như mình tưởng nữa đâu nha. Cái màn hình vi tính được coi như là trong suốt luôn, nó trong không khí vậy nè, nó phát lên một cái luồng không khí chuyển động khác với cái sự chuyển động của hạt không khí bình thường. Rồi người ta phóng tia laser vô cái luồng không khí đó, cái hai cái mật độ không khí nó khác nhau, nó tạo ra khúc xạ ánh sáng. Và từ khúc xạ ánh sáng đó, nó chiếu lên cái hình ảnh. Nhiều khi coi cái phi thuyền ở trên sao hỏa, nó đáp xuống sao hỏa, thì người ta chỉ việc quơ quơ cái tay trên không trung, cái nó ra cái hình sao hỏa, y như Đức Phật hồi xưa mà chiếu trên đỉnh đầu mình cái cõi Tây Phương Cực Lạc cho bà Vi Đề Hy thấy rồi đó. Thì thầy nói vậy để quý Phật tử biết rằng là cái thời Đức Phật á, ngài dùng thần thông á, thì sau này tương lai khoa học phát triển á, chúng ta quơ lên không trung cái có cái màn hình chiếu coi, tức là ở nhà mình đó quý Phật tử nha. Hiện nay khoa học chưa phát triển, nhưng mà quý Phật tử ngồi đây muốn coi nhà mình có ăn trộm vô không á, thì mình làm sao? Lấy cái camera qua điện thoại di động bật lên, đúng không? Thấy liền. Rồi mai mốt mình không xài điện thoại di động đó nữa, mình xài cái điện thoại di động trong suốt, đúng không? Mình vô bật người ta tưởng mình cầm chứ không có cái gì chỏng hết, được chưa? Mai mốt dẹp luôn điện thoại trong suốt đi, mình quơ trên không trung cái tự nhiên nó có một cái tài khoản ảo gọi là đám mây á, rồi nó hiện ra cho mình, được không? Đó. Cái chuyện đó rất khoa học quý Phật tử, nó không phải thần thoại. Đó. Được không quý Phật tử ha? Vậy ha. Rồi, đó là cõi Tây Phương, cái chuyện mà thần thông nó đặc biệt như vậy. Thầy tiếp tục một chút nữa, đó là cái cõi Tây Phương Cực Lạc á, nó có một cái điều vi diệu là trong cái ao sen nó chứa cái nước không phải là nước bùn dơ mà nước sạch lắm. Nó có 8 thứ công đức, nào là ngọt nè, mát nè, lạnh nè, rồi thanh tịnh nè. Đặc biệt vô trong đó ở hay tắm hay ở trong đó đó thì mình sẽ hết cái bệnh. Mà chúng ta biết khi chúng ta còn trái đất thì chúng ta còn cái thân này, còn cái thân này thì bệnh nhức đầu, sổ mũi, thậm chí ung thư, đúng không nha. Nhưng mà qua Tây Phương thì đâu còn thân này nữa, chúng ta còn cái tâm không à. Chúng ta cái tâm đó lấy cái bông sen làm thân, mà bông sen nó không có bị bệnh. Vậy thì tại sao trong đó nói rằng khi chúng ta qua bển bao nhiêu bệnh tật nó tiêu hết? Thì ra nó là bệnh tham sân si quý Phật tử. Đó, ở trong đó nó hết tham sân si, được không quý Phật tử nha. Thì cái chuyện đó cũng không có gì khó đó quý Phật tử. Bây giờ á, người ta cho những cái người bệnh nhân á, vô trong cái trung tâm điều trị oxy cao áp đó quý Phật tử, vô trong đó cái phòng oxy cao, áp suất cao, thì nhiều khi bị bệnh, đang mệt, đang hen suyễn, vô cái nó khỏe liền quý Phật tử nha. Đó, được không? Trong cái môi trường nó trong sạch, nó toàn là thanh khí, không có kháng khí, không có trọc khí á, thì con người mình khỏe phải không quý Phật tử? Rồi, bây giờ người ta trồng cây á, người ta không cần phải tưới nước bỏ xuống đất nữa, người ta nhúng cái rễ nó vô trong cái môi trường ta gọi là thủy canh, quý Phật tử có nghe cái chuyện đó không nha. Nó toàn là hút nước lên rồi sống à quý Phật tử. Đó, rất là sạch, rau sạch. Cái trung tâm Vincom hay gì á, nó cũng trồng rau cái kiểu đó. Và khi mà ông Kim Jong Un là tổng chủ tịch của Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên á, đi qua Việt Nam mình để mà thảo luận giải giáp hạt nhân với ông tổng thống Donald Trump á, thì trong lúc ổng đang thảo luận với ông Donald Trump á, thì em gái ruột của ổng á với lại một cái đoàn mà quan chức của Bắc Triều Tiên á, mới đi thăm cái trung tâm rau sạch của Vincom ở ngoài Hải Phòng á quý Phật tử. Thì người ta ăn tại chỗ luôn quý Phật tử. Thí dụ nhổ củ cải cà rốt lên ăn sống được luôn, khỏi cần rửa. Chá ớt á, cái bà kia bà ở cái xứ lạnh, tức là em của ông Kim Jong Un á, bà ở xứ lạnh cho nên bà ăn ớt dữ lắm. Bà thấy trồng ớt thấy trái xài vậy, cái bà ngắt bà ăn luôn trái ớt á quý Phật tử. Ăn sống luôn vậy đó. Nó cay lắm nhưng mà bà ăn được, bà nó ngon, bà khen ngon. Tức là bà là rất vệ sinh,
bà sợ người ta bị ám sát á, không có dám ăn bậy đâu nha. Thậm chí ông Kim Jong Un ổng qua Việt Nam mình mà nước tiểu với phân của ổng á là nó đựng luôn rồi nó đem về bên kia chứ nó không có bỏ Việt Nam đâu tử. Nó sợ người ta lấy cái ADN ở trong phân á, rồi người ta phát hiện cái gen di truyền của ổng á, rồi người ta đoán ổng có bệnh hay gì không á. Ghê vậy đó. Nếu mà cái mẫu phân á nó xét nghiệm đủ thứ cái chất ở trong, nó đoán ông Kim Jong Un bệnh gì ở trong á, được không nè. Đó, nhiều khi bệnh lãi kim lãi đũa nó cũng biết nữa. Thì nó biết ổng khỏe hay ốm á thì nó có những cái chiến lược để mà nó đối phó mấy cái người kẻ thù á nha. Đó, cho nên ổng rất là kỹ. Ổng đem hết cái gì á của ổng là đi về bên Bắc Triều Tiên lại. Thì dễ gì cái người nhà em ruột của ổng mà dám ăn tầm bậy phải không quý Phật tử nha. Lỡ tiêu chảy đừng không kịp sao. Đó, cho nên bà tin rằng cái rau này sạch ăn không có bị tiêu chảy mà mới dám ăn phải không quý Phật tử. Đó, thì cái cõi Tây Phương cũng vậy. Cái nước nó rất là trong sạch, nó có thể nuôi sống con người phải không quý Phật tử. Thật ra thì chúng ta cũng đã từng sống hết gần 9-10 tháng ở trong cái nước không phải bát công đức thủy nha, mà bát tội lỗi thủy, bát nghiệp chướng thủy, bát phiền não thủy ở trong bụng mẹ phải không quý Phật tử, trong nước ối á, đúng không? Đó, nếu ai mà nghĩ rằng ở trong nước mình chết á là sai lầm lớn. Cái bông sen có mình ở trong, nó ở trong hồ nước, chúng ta không có bị nghẹt thở quý Phật tử. Giống như em bé trong bụng mẹ có thở đâu, ăn bằng chất dinh dưỡng từ nhau thay qua dây rốn phải không quý Phật tử. Đó, thì ở trong cái hồ bát công đức thủy chúng ta sẽ dùng những cái dưỡng chất từ cái sự tu tập thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà hóa ra cái nước bát công đức thủy đó. Và cái nước bát công đức thủy đó nó được tiết ra từ một cái hạt châu duy nhất thôi, gọi là Như Ý Châu quý Phật tử. Đó, cái hạt châu đó do Phật A Di Đà dùng công đức tu hành của mình hiện ra quý Phật tử nha. Nói tóm lại là quý Phật tử bây giờ có thể tưởng tượng người ta lấy cái tinh trùng của người cha, cái trứng của người mẹ ra ngoài khỏi cơ thể của cha mẹ, rồi người ta bỏ nó vô trong một cái ống bằng thủy tinh, mà trong ống bằng thủy tinh chứa cái nước, nước dinh dưỡng, được không quý Phật tử? À, rồi người ta mới cho hai cái đó nó thụ tinh ở trong cái ống thủy tinh đó, gọi là ống nghiệm quý Phật tử, thì mới sinh ra em bé phải không quý Phật tử nha. Ta gọi là thụ tinh trong ống nghiệm vẫn được như thường. Đó, thì cái chuyện ở cõi Tây Phương nó có nước bát công đức thủy là chuyện rất bình thường phải không quý Phật tử. Thì cái nước đó từ đâu ra? Cái nước đó là do người ta chưng cất rồi người ta pha chế ra, thì nó giống như Phật A Di Đà tạo ra cái nước đó, công đức thủy. Còn cái hạt châu là cái máy tạo ra nước đó chứ có gì đâu quý Phật tử nha. Đó, cái điều đó không có khó hiểu. Thứ nhì là nước bát công đức thủy đó đó, nó sẽ kết đặt lại thành là đất ở xung quanh. Thứ hai, từ nước bát công đức thủy đó nó phóng ra cái luồng ánh sáng hào quang, từ ánh sáng hào quang đó mới sinh ra những cái con chim, nào là Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng, Tần Già, chim hai đầu, chim cộng mạng, vân vân. Những cái con chim đó cũng từ cái nước bát công đức thủy hiện ra luôn quý Phật tử. Và những cái cây nó phát ra cái tiếng nhạc trời, cái tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà chúng ta thấy ở trên cái mặt đất của cõi Tây Phương cũng từ cái nước bát công đức thủy đó mà ra. Những cái tòa lâu đài, tòa nhà cũng từ nước bát công đức thủy đó nó hóa hiện ra. Quý Phật tử coi là nó khó tin, nhưng ngày nay người ta làm được không quý Phật tử? Dư sức. Thầy đi qua bên Ấn Độ, thầy đi qua cái đền, đi thăm một cái đền thờ gọi là Vivananda ở ngay chỗ New Delhi á. Cái đền thờ đó nó xây dựng rất là lớn, nó tái hiện lại cái công hạnh của những cái người tổ sư đạo Hindu Ấn Độ giáo ở Ấn Độ, mà có cái vai trò là phục hưng lại Ấn Độ giáo ở Ấn Độ. Thì cái ngôi đền khổng lồ đó đi tham quan cho nó biết về văn hóa Ấn Độ á, thì nó mới có cái nhạc nước đó quý Phật tử. Tức là nó biểu diễn nhạc nước quý Phật tử, biết không? Từ nước đó cái nó phát ra cái bóng đèn laser nó bay lên trên, những cái hình tượng nó hiện lên trên không trung, mình tưởng tượng, mình cứ tưởng tượng có đủ thứ hình ảnh hết trơn quý Phật tử. Rồi nhạc nó phát ra đùng đùng, nó nước nó phun lên theo tiếng nhạc, rồi
nó dùng tia laser nó bắn lên trên không khí, trên cái màn nước phun đó, những cái hình ảnh tái tạo lại cái ông tổ Ấn Độ ngồi thiền dưới gốc cây làm sao, rồi ông dạy đạo Ấn Độ cho người ta làm sao tùm lum hết trơn đó. Thì thấy ngạc nhiên ghê á nha, đúng là con người cái gì cũng nghĩ ra được à. Thì như vậy lúc đó thầy mới liên tưởng cái kinh A Di Đà cũng vậy luôn á, tự nước đó nó hiện ra thành quách cây cối rồi đồng tử rồi tùm lum hết trơn, chim hót líu lo, rồi tiếng nhạc là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, phải không quý Phật tử nha. Cái đó là cái công nghệ siêu hiện đại thôi chứ cái gì đâu, phải không quý Phật tử nha. Đó, dùng ánh sáng phát ra, những tòa lâu đài đó nó không có thật, nó ảo thôi quý Phật tử nha. Tại vì nó được hóa hiện, mà hóa ra thì đâu có thật quý Phật tử. Đó, không ai xây hết. Nếu mà xây thì phải có gì, phải có thợ xây, mà thợ xây thì người ta đâu có niệm Phật đâu, phải không quý Phật tử. Mướn thợ xây bên đó sao được mà xây. Những cái nhà đó là do mình nghĩ sao nó ra như vậy, giống như những cái nhà mà nhạt nước nó chiếu lên không trung á nha. Đó, thì quý Phật tử hiểu ý đó không nha. Đó, do đó mà cõi Tây Phương là do Phật biến hóa cái môi trường thanh tịnh để mình tu hành ha Phật tử ha. Rồi tiếp tục á, thì thầy thấy một cái điều như thế này là nói gì thì nói, thì tại sao có cõi Tây Phương kỳ cục vậy? Thì thầy liên hệ đến cái kinh Vô Lượng Thọ có kể về cái tâm nguyện của một con người nó mãnh liệt lắm quý Phật tử. Cách đây vô lượng vô số kiếp về quá khứ, có một Đức Phật tên là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Ngài giáo hóa nhân dân sống lâu trăm ngàn vạn tuổi luôn. Thế thì lúc đó ở cái xứ sở Ngài Hoằng Pháp có một ông vua tên là Thế Nhiêu. Ông này mới phát tâm đi tu, được mang pháp hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo mới phát nguyện, tức là ổng phát ra một cái tâm nguyện rất là tốt. Ngài cũng là loài người, lúc Phật tử hiểu không? Tức là trên trái đất này nè. Cho nên cái cõi Tây Phương nó có liên hệ đến trái đất, là do cái tiền duyên kiếp trước á, cái người mà sáng lập ra cõi Tây Phương thì người đó là loài người cách đây vô lượng cái nền văn minh về trước á nha. Thì cái vị Tỳ Kheo tên là Pháp Tạng đó đó, vị ấy mới phát cái tâm là muốn tạo ra một cái ngôi chùa khổng lồ mà ai cũng có thể sanh về đó được, không những là loài người mà loài vật, địa ngục, loài quỷ, loài ma, chư thiên mà sanh về cõi nước của Ngài, ta gọi là nhập cư á, thì cũng đều tu hành thành Bồ Tát và trong tương lai sẽ thành Phật không thối chuyển. Cái tâm nguyện đó cái giống tâm nguyện của Hòa Thượng Vạn Đức chúng ta quý Phật tử, y chang nha. Hòa Thượng Vạn Đức cũng mong muốn rằng xây một cái ngôi chùa Vạn Đức, rồi chùa Vạn Linh nhân dân, để cho chúng ta đến đây tu, ai trong cái pháp hội này cũng đều là nghĩ đến cái chuyện tốt lành hết không quý Phật tử nha. Ở ngoài đời á, chúng ta trước khi bước vô chùa Vạn Đức á, có thể là ăn thua đủ với mấy người ngoài, gọi là chúng sanh ở cõi Atula đúng không nha. Chúng ta có thể là vì 100, 200 ngàn mà chúng ta cự cãi tới bến luôn, gọi là keo kiệt của ngạ quỷ đúng không nè nha. Ở ngoài chúng ta có thể là hiền thiện như là chư thiên đúng không, đi làm việc từ thiện bố thí, nhưng mà đến khóa tu là chạy về tu đúng không nè. Có nghĩa là chư thiên thì hạ cấp xuống một chút, là bỏ chuyện từ thiện xã hội vô tu tịnh độ được không, tức là tịnh nghiệp chúng có thiện nghiệp được không. Rồi cũng có thể chúng ta vừa đâm thuê chém mướn gì đó, nhưng mà công an dí quá cái chạy vô chùa Vạn Đức trốn, thì gọi là địa ngục, vô chùa cũng được vậy đúng không nha. Đó, ai cũng có thể vô chùa này, mà nhưng mà bước vô chùa này á thì mình phải bỏ trộm cắp sát sanh, rồi tà dâm, rồi nói dối, phải không quý Phật tử. Thì rõ ràng rằng trong cái đạo tràng chúng ta đây là một cái cõi Tây Phương thu nhỏ được không nè, gọi là một cái phiên bản của cõi Tây Phương đó, ở cõi Ta Bà chứ có gì đâu nha. Thì một người có thể mơ ước thành lập ra một cái cõi Tây Phương ở đây, thì người đó sẽ mơ ước lập một cõi Tây Phương ở trên thế giới luôn quý Phật tử, tức là ở trên trái đất. Thầy lấy ví dụ như chùa Hoằng Pháp đi. Chùa Hoằng Pháp hiện nay á, là mở thêm cái chi nhánh Hoằng Pháp ở Campuchia, quý tử có biết không nha. Rồi ở đâu bên Mỹ nữa đó nha. Đó, không những ở quận Hóc Môn mà còn về Đồng Nai mở chùa gì đó nha, Hưng Pháp hay gì đó đúng không. Đó, dân dân và dân dân. Thì đó là trong nước rồi đó. Rồi Hòa Thượng thí dụ như, thầy lấy ví dụ như
là Hòa Thượng Tinh Văn ở Phật Quang Sơn ở Đài Loan á, ngài mở luôn một cái chùa ở bên Châu Phi đó quý Phật tử, độ cho mấy ông da đen á đi tu. Lúc thầy qua bên Đài Loan, thầy gáy mấy ông da đen, ổng thọ giới, thầy thấy vui lắm nha, ổng hiền queo à. Mà trước khi mà ổng vô chùa, ổng dữ lắm. Dân gọi là không sợ trời, không sợ đất, mà vô chùa cái hiền như là nai tơ, quý Phật tử. À đó, thì thầy thấy rằng là có những cái vị hòa thượng như vậy, những thượng tọa như vậy đã thành lập những ngôi chùa không những ở trong nước mà còn ngoài nước, phải không quý Phật tử? Thì cái đó là người ta mới sống có 100 năm thôi đó nha. Cái thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai á, người ta sống hàng triệu năm quý Phật tử, chứ không phải có 100 năm. Cho nên á, người ta có cái ý tưởng hơi điên rộ một chút là xây cái ngôi chùa trong vũ trụ quý Phật tử. Đó, thưa quý Phật tử, cái chuyện đó ngày nay người ta đang đi làm á quý Phật tử. Trung Quốc phóng phi thuyền lên cung trăng, dự định dựng một cái ngôi nhà trên đó. Nhưng mà Trung Quốc tấn công vô cái mảng phía sau mặt trăng, tức là cái vùng tối của mặt trăng. Mặt trăng nó chỉ có phân nửa sáng, phân nửa tối thôi tử. Cái mặt tối là vĩnh viễn nó tối, không bao giờ nó sáng, tại nó quay về trái đất á, nó có một mặt quay về trái đất à. Quý tử hiểu không? Đó, mặt trăng nó không tự quay quanh mình, nó đứng yên và nó quay xung quanh trái đất vậy nè, lúc nào nó cũng hướng về trái đất cái mặt vậy đó nha. Còn trái đất thì tự quay xung quanh cái trục của nó, mặt trăng nó không quay vòng vòng xung quanh nó, mà nó đứng yên rồi nó chạy vòng vòng trái đất vậy nè. Đó, do đó mà lúc nào nó cũng có một cái mặt nhìn về trái đất gọi là mặt sáng, còn có cái mặt phía sau nó mặt tối á, chúng ta không có thấy được không? Đó, thì ngày nay người ta đã tìm chưa đâu, Mỹ còn đi hơn Trung Quốc cả 100.000 lần nữa quý Phật tử. Họ đang ráo riết tìm một cái chùa ở trong vũ trụ, xin lỗi không phải cái chùa, gọi là một cái chỗ để cất nhà trong vũ trụ quý Phật tử. Hiện nay thì Mỹ đã phóng một cái phi thuyền gọi là du hành liên hành tinh này, họ đi qua tới Diêm Vương Tinh được rồi. Chưa, năm 2009, cách đây đúng 10 năm thì Mỹ đã phóng một cái con tàu của một nhà bác học nổi tiếng nghiên cứu về mặt trời tên là Parker. Thì ông Parker ổng một chuyên gia mà chuyên nghiên cứu về mặt trời, thì người ta lấy cái tên phi thuyền đi tham quan mặt trời. Mà nó đi không phải bằng tên lửa quý Phật tử, phóng từ trái đất, nó ra khỏi quỹ đạo trái đất. Cái ví dụ mặt trời ở đây á, thì cái phi thuyền nó bay xung quanh mặt trời nè, nó bay xa lắm, nó nhờ cái lực hút. Trái đất của chúng ta còn có hai hành tinh nữa, đó là sao thủy và sao kim, thì nó mới tới mặt trời. Thì cái phi thuyền đó nó dựa vô lực hút của sao thủy, sao kim. Sao thủy, sao kim quay xung quanh mặt trời như vậy. Trái đất quay đây thì cái con thuyền nó nằm đây, cái nó lựa vô cái khúc mà sao thủy với sao kim á, nó gần cái phi thuyền, cái nó hút cái phi thuyền lại, giống như phi thuyền rớt vào nó đó. Rồi xong cái sao thủy nó bay qua hướng bên đây thì phi thuyền lại tiếp tục bay sau đuôi sao thủy. Rồi nó cứ dựa vô cái lực hút của hai ngôi sao đó mà dần dần nó quay xung quanh mặt trời, càng ngày nó càng khép cái mặt trời lại, giống như là trói cái mặt trời lại vậy đó nha. Đó, cái dựa lực của hai ngôi sao đó mà nó cứ từ từ nó nhích dần mặt trời, mà không phải đi đường thẳng, nó cứ đi hình cái xoáy trong góc từ từ vô mặt trời vậy nè. Mà cái sự nó tiến về gần mặt trời, quý Phật tử biết một giây á, cái chiếc phi thuyền nó đi được 30 cây số quý Phật tử, đi nhanh lắm nha. Thì ngày nay nó tới mặt trời rồi đó quý Phật tử. Người ta đi tìm cái sự bức xạ của mặt trời để người ta xây ngôi nhà ở một cái hành tinh nào đó ở gần mặt trời mà không có bị nó thiêu đốt bởi cái bức xạ đó. Ngày nay người ta đang dự định xây những cái nơi ở ngoài trái đất để chi vậy quý Phật tử? Để lỡ trái đất mà nó có chiến tranh hạt nhân nó nổ á nha, thì người ta chạy trước đúng không? Chiếc phi thuyền nó bay trước qua bển, còn loài người để tái tạo lại chứ. Đó, thưa quý Phật tử, ngày xưa Pháp Tạng Tỳ Kheo nghĩ đến cái chuyện mà xây một ngôi chùa liên hành tinh được không quý Phật tử? Là chuyện quá bình thường đối với khoa học ngày nay quý Phật tử ha. Đó, tức là những nhà khoa học nghĩ đến chuyện đó thì mắc mới gì Pháp Tạng Tỳ Kheo không nghĩ được chuyện đó, phải không quý Phật tử nha. Đó, cho nên cái chuyện mà ngài Đức Phật A Di Đà thành Phật cách đây 10 A Tăng kỳ kiếp, mà ngài đã tu 5 A Tăng kỳ kiếp rồi ngài xây dựng được cõi Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa rằng từ lúc phát tâm đến bây giờ 15 A Tăng kỳ kiếp là chuyện bình thường nha quý Phật tử. A Di Đà Phật đó, thì cái đó thì muốn nói về mặt mà lý luận khoa học để chúng ta thấy nó rất là khoa học, nó không có hoang đường gì cả. Nói về cõi Tây Phương là như vậy. Rồi, thôi nó còn nhiều lắm, nhưng mà thầy cắt hết những cái chuyện đó đi.
Thầy nói sâu về cái pháp hành của chúng ta một chút được không, quý Phật tử nha. Rồi. Lúc thầy lên đó là 3:30, bây giờ là 4:20 nha. Gần tiếng rồi đó quý Phật tử. 45 phút rồi đó. Thầy nói qua về pháp hành một chút về cái thế giới Tây phương để chúng ta biết, chúng ta bắt chước theo, phải không quý Phật tử nha. Rồi. Thì quý Phật tử mà muốn về Tây phương á thì quý Phật tử phải chết. Nó nói bằng cái ngôn ngữ bình dân là chúng ta phải chết trước khi chúng ta vãng sanh, đúng không nè? Có ai mà sống mà về Tây phương được đâu. Cái chuyện đó cũng khoa học luôn, khoa học luôn. Tại sao vậy? Hiện nay người ta muốn lên cung trăng á thì người ta phải leo lên phi thuyền. Hiện nay Mỹ nó có phi thuyền mà đi đi về về, gọi là phi thuyền con thoi, được không? Nó là đi đi về như con thoi dệt vải, chạy tới là chạy lui, chứ không phải lên phi thuyền lên trên cung trăng rồi, hay là lên trạm liên hợp vũ trụ rồi cái nó cháy luôn, không phải nha. Quý Phật tử biết rằng muốn lên trên đó yêu cầu á, chúng ta phải bỏ hết những cái thứ không cần thiết, tức là đồng hồ hả, không có sạc, không có đem theo, được không? Cán bộ to xách cặp nhỏ, cán bộ nhỏ xách cặp to, bỏ luôn cặp, được không? Anh cán bộ, anh phi hành gia không xách cặp, được chưa? Rồi quần áo, giày dép bỏ hết, lên chỉnh mặc đồ vũ trụ bằng cái chất nhân tạo rất là mỏng, rất là nhẹ, được chưa nè, nhưng mà rất là chắc đó. Thế thì nó tính ra mình phải bỏ cái gì được càng nhiều càng tốt, quý Phật tử. Lên trên đó ăn uống, thức ăn nó nén lại rất là nhẹ, rất là nhỏ, mình nuốt cái nó vô. Rồi cái chuyện đi tiêu tiểu, quý Phật tử, quý Phật tử biết làm sao không? Nó có cái nhà vệ sinh nó nén lại, nó lọc qua sạch hết luôn, tức là phân đồ á nó lọc thành nước, nước nó có thể xài được tới 30 lần, lọc được 30 lần á quý Phật tử. Mình đi tiểu xong nước tiểu mình lọc đi lại 30 lần uống được, được chưa? Rồi còn lại cái chất mà không lọc được á, nó nén lại thành một cái viên đạn hữu cơ, rồi nó bắn vô trong không trung về trái đất, thì trên đường đi á, nó gặp khí quyển nó cháy luôn, tức là trên bầu trời của mình có rất nhiều phân của các nhà vũ trụ mà cháy hết rồi quý Phật tử. Nó ma sát khí quyển rồi sao băng á, nó cháy hết chân luôn. Có nghĩa là sao? Ở trên tàu vũ trụ người ta kể cả tiêu tiểu chất thải á, nó cũng phải hạn chế cái khối lượng tối đa, được không quý Phật tử nha? Thì như vậy chúng ta giảng sanh mà chúng ta đem nhiều quá đâu có được, phải không quý Phật tử? Nào là nghiệp thiện, nghiệp ác, nào là vợ con, nhà cửa, nào là tiền bạc gửi ngân hàng đồ thôi, là không có đem về Tây phương được. Tại vì lên mặt trăng có chút xíu à, còn về vũ trụ á, nó phải đi liên hành tinh quý Phật tử. Mà liên hành tinh đó, nó không có chấp nhận cho bất cứ cái chiếc phi thuyền nào bay vô được hết. Tại vì tên lửa mà có đẩy đi nữa mà gặp hư không, nó không có cái phản lực để nó bay tới. Hư không nó không có không khí thì có phục ra bao nhiêu cái lửa ra phía sau đuôi thì nó lấy cái gì nó chạm vô không khí để nó đẩy phi thuyền đi, quý tử hiểu không? Giống như là quý Phật tử muốn cái ghế này lùi ra sao thì phải dựa vô cái bàn, đẩy cái bàn, cái ghế kế mới lùi ra sao, thì nó gọi là lực và phản lực. Thì trong cái khoảng không gian liên hành tinh á, nó không có không khí. Hồi nãy thầy nói 1 mét khối hư không nó chỉ có 1 nguyên tử tồn tại à. Thì như vậy cái tên lửa mà nó có phục ra phía sau đuôi á, nó cũng có cái lực đẩy để phi thuyền bay đi, quý tử hiểu không nè? Mà chờ lực hút của các hành tinh thì quá xa, giữa các khoảng hư không, giữa các thiên hạ lực hút của các hành tinh không có luôn. Như vậy chúng ta không thể dùng cái thân thể vật lý mà chúng ta về Tây phương được, quý tử hiểu ý không? Bắt buộc chúng ta phải dùng một cái loại thân thể khác. Thân thể này trong Phật giáo gọi là hình sắc không thấy được, gọi là vô biểu sắc. Một cái loại hình sắc gọi là vật chất mà mắt không thấy được. Ngày nay khoa học chứng minh có loại vật chất đó. Vật chất đó khoa học gọi là vật chất tối, tức là dark matter. Dark matter có nghĩa là vật chất tối, được chưa nè, tiếng Anh đó nha. Cái vật chất tối này á, nó nhỏ hơn là điện tử nữa chứ không phải nguyên tử. Nguyên tử thì nó có hạt nhân rồi nó có điện tử quay xung quanh, mà cái vật chất này nó là hạ điện tử luôn. Có nghĩa là nó nhỏ đến mức độ mà ánh sáng xuyên qua nó luôn, không phản xạ lại, cho nên ta không thấy, được quý Phật tử nha. Nó chính là tâm linh của chúng ta, quý Phật tử. Tại tâm linh của chúng ta nó được hình thành bởi cái loại vật chất tối đó, ta gọi là pháp trần, tức là những hình ảnh trong quá khứ nó lưu trong đầu quý Phật tử nè. Ta gọi là trần cảnh lưu trong tâm linh. Mà khi chết đi chúng ta biến nó thành thân trung ấm, rồi chúng ta đi qua cái cõi kiếp sau á quý Phật tử nha. Đó. Thí dụ như
Ngày thường quý Phật tử ngồi đây nghe quý thầy giảng pháp, đi dự khóa tu, hình bóng của Phật A Di Đà bức tượng, hình bóng của quý thầy gọi là tăng, nghe pháp gọi là pháp, cái lực đó gọi là tam bảo lực. Hình bóng đó nó hình thành cho trong tâm thức quý Phật tử, gọi là tam bảo nghiệp lực, được không? Nhà nghiệp thiện. Khi chết nó thành một cái sức mạnh đưa cái thân thể vật lý mà nhỏ vô cùng đó, ta gọi là tâm linh đó nha, nó đi qua cái thế giới bên kia quý Phật tử. Thật ra thì mình phân ra hai loại tâm linh và vật chất, chứ thật ra thực thể nó chỉ là một, là duyên hợp rỗng không mà quý Phật tử nha, gọi là trí tuệ và từ bi, cái tình thương đó nha. Thì chúng ta sẽ đi tái sanh với cái hình bóng mà trước khi chúng ta chết, chúng ta sẽ thấy cái hình bóng của chúng ta một lần khi chúng ta nằm ở đó. Ví dụ chúng ta bị xe đụng gãy chân, chúng ta chết đi sẽ thành là con cái hình bóng của một thân trung ấm không có chân. Chúng ta bị người ta cắt cái đầu thì chúng ta sẽ thành một cái loài thân trung ấm không mình hay không đầu? Không đầu chứ mà không mình. Tại sao vậy? Tại vì cái hồn của chúng ta mà trong Phật giáo gọi là tàn thức á, thức thứ 8 á, nó nằm ở trái tim với Phật tử, chứ nó không phải nằm trên não. Cho nên khi mà mình bị cắt đầu á thì trái tim vẫn có thể bước được nhiều bước, và thậm chí trái tim của chúng ta nó sẽ cảm nhận thân thể mình không có đầu, chứ không phải nó nằm trên đầu để nó nghĩ rằng mình không có cái mình nha. Quý Phật tử nhớ chỗ đó đó. Đó. À, chỉ có những người tu thiền mới thấy được cái thức thứ 8, nó ban đầu nó ngủ ở trái tim, sau đó nó phát ánh sáng để nó tấn công lên cái bộ não, nó điều khiển bộ não, ta gọi là thức thứ 7, thức thứ 6 và 5 thức trước á. Thì nó có cái, khi mà nó đến với tinh cha huyết mẹ thì chúng ta đến bằng cái thức thứ 8 đó, ta gọi là linh hồn, ta gọi là A lại gia thức, ta gọi là tàng thức đó. Nó đến trước mà nó đi sau với Phật tử. Nó đến trước vào trong trứng của cha và tinh trùng của mẹ hợp lại thành một hợp tử, trứng thụ tinh đó đó. Nó sẽ chiếm lĩnh cái hạt nhân của trứng thụ tinh đó, nó biến đổi thành trái tim trước hết để nó chú ở trong. Ta gọi là tim thai. Vào cái tháng thứ nhất là tim thai được hình thành, và tim thai hình thành trước rồi nó mới hình thành nên dây sống, tức là tế bào cơ tim hình thành trước, rồi tế bào thần kinh hình thành sau, để nó chứa cái thức thứ 7, thức thứ 6 và mắt, thức của mắt, tai, mũi, lưỡi sau này. Thì khi em bé ra đời á thì nó sẽ có cái sự cảm giác lạnh nóng trước, ta gọi là xúc giác trước nha. Rồi sau đó là đến cái gì quý Phật tử biết không? Tức là nó sẽ khóc nè, rồi nó sẽ thở nè nha, rồi nó sẽ khạc ra những, nó nhè ra những cái chất ối rồi trong miệng nó ra, rồi sau đó nó mới mở mắt ra, nó khóc, sau nó ngủ gần như 24 tiếng đồng hồ trong ngày nha. Nó mở ra chực một vài phút rồi nhắm lại. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta ra đời thì con mắt chúng ta nó ra sau, nó hoạt động sau cùng hết, thì khi chết nó đi trước. Quý tử hiểu không? Đến sau đi trước mà đến trước đi sau. Khi chúng ta chết, cái tiếng đồng hồ thứ nhất con mắt chúng ta sẽ không thấy trong một tiếng, nhưng lỗ tai vẫn nghe, lỗ mũi vẫn ngửi, miệng vẫn cảm nhận được và thân thể vẫn xúc chạm được. Nó có 8 thức thì nó mất 8 tiếng để nó ra đi, cho nên đừng đụng vô thân thể trong vòng 8 tiếng là vì lý do đó đó quý Phật tử. Đó. Tiếng đồng hồ thứ hai cái lỗ tai chúng ta sẽ không còn nghe được cái gì, mà chúng ta bắt đầu nghe cái sanh thú của chúng ta, có nghĩa là chúng ta nghe, ví dụ như chúng ta sanh về súc sanh thì chúng ta sẽ nghe được cái tiếng lào xào la hét của súc sanh ở cõi âm. Nếu chúng ta sanh cõi người, chúng ta sẽ nghe tiếng lào xào của cõi người như cái chợ trồng hổm vậy đó nha. Thì nếu chúng ta sanh chư thiên thì chúng ta sẽ nghe nhạc trời. Nếu chúng ta sanh về Tây Phương, chúng ta sẽ nghe được cái âm thanh của cõi Tây Phương. Rồi chúng ta sẽ thấy được cái cảnh giới quang minh ở cõi Tây Phương. Ở chùa thầy có cái thầy đó, thầy tên là Tịnh Thái, thầy làm công quả ở chùa Hoằng Pháp, pháp danh được thầy Hoằng Pháp đặt là Tịnh Thái. Sau đó thì chú Tịnh Thái mới xuống chùa Hưng Thiền ở Đồng Tháp xuất gia làm sa di với pháp danh là Đức Tịnh. Thầy Đức Tịnh đó, thầy về tu với thầy trên thất của thầy. Sau đó thì thầy kể như nè, mà thầy Đức Tịnh này hồi xưa là ở gần chùa, gần nhà thầy. Bà ngoại của thầy Đức Tịnh là bà Hai Thời, với mẹ thầy là đi chùa Như Lai Tịnh Xá đường Nguyễn Kiệm á. Thì nhà thầy ở quận Gò Vấp nè quý Phật tử, đường Quang Trung á. Thế thì lúc mà bà ngoại của thầy chuyên niệm Phật tinh tấn lắm, bà Hai Thời, và trước khi mất á thì bà nói thôi này, bà ngoại bệnh á, bà không ăn uống gì đâu, khỏi đi chợ mua đồ ăn chay cho ngoại. Cái thầy Tịnh nó thôi ngoại bệnh ngoại nghỉ đi, để con chạy xuống chợ Giáp con mua ít cháo trắng á, về cho ngoại ăn nha. Cái
ổng để cho bả nằm trên cái ghế bố, bả dựa vô cái ghế dựa, xong cái ổng xách xe Honda ổng chạy. Lúc đó ổng về nhà chăm sóc cho bà ngoại được chưa, xong cái chăm sóc cho ngoại cái đến chạy đến ngã năm Trường Chó, từ đường Quang Trung ngay chỗ nhà gần nhà thờ Sấm Thuốc á, chạy đến ngã năm Trường Chó cái tự nhiên ổng nghe trên không trung cái tiếng niệm Phật rền lên hết trơn, quý ông tử. Cái tiếng mà thường thường mình bật cái băng niệm Phật á, à rền lên không trung ánh sáng nó tự nhiên, trời nó giống như là sau cơn mưa trời lại sáng rồi nó sáng rực à. Cái tự nhiên có linh tính là chắc bà ngoại mình đi rồi đó, cho nên mới nghe tiếng niệm Phật ở trên không trung nó rền lên đó đó. Cái nó khỏi xuống chợ dắt mua đồ nó quay về nhà liền. Quay quẹo vô thì bà ngoại tắt thở rồi. Mà ổng phát nguyện là ổng niệm Phật cho bà ngoại 24 tiếng ổng mới buông, mới cho anh niệm vô hòm. Ổng đóng cửa lại ổng niệm Phật miết vậy đó. 24 tiếng đồng hồ sau mới mở cửa ra hàng xóm rồi vô. Bà ngoại có thấy cái người còn mềm, không có cứng rồi niệm vô. Thì như vậy rõ ràng rằng cái người, tức là cái bà hai thời đó, bà niệm Phật thì bà nghe cái tiếng gọi là cõi Tây Phương á nha, cõi niệm, tiếng niệm Phật của mình á nha, nó rền lên không trung vậy đó. Có những cái thoại tướng bản xanh và ánh sáng sáng rực à. Cái đó là thầy nghĩ rằng cái thoại tướng đó là bà được bản xanh với Phật tử đó. Thì nó nhiều cái trường hợp như vậy. Thì thầy nói là cái tiếng thứ ba thì cái mũi chúng ta sẽ không ngửi được mùi nữa. Cái tiếng thứ tư cái miệng chúng ta sẽ không còn cảm giác nữa. Cho nên trong 4 tiếng đồng hồ đầu tiên chúng ta đừng có bỏ gì vô miệng người chết đó. Nhiều khi phong tục ở ngoài Trung ngoài Huế á, muốn cho người ta đi qua kiếp sau có gạo ăn có tiền xài cái bỏ đồng tiền chứ nhúm gạo vô miệng đó là tầm bậy hết sức nha. Đó, 4 tiếng nó mới hết được cái vị giác. Tiếng thứ năm thì thân thể mới hết cảm giác với Phật tử. Ngày nay á, khi chúng ta làm cái đơn hiến tạng hiến xác á, thì bác sĩ yêu cầu là phải thông báo cho bác sĩ trước 5 tiếng. Tại vì sau 5 tiếng thì cái tạng nó không sử dụng được. Riêng giác mạc phải trong vòng 1 tiếng đầu tiên người ta lấy, còn qua 2 tiếng nó chết rồi, giống con mắt mình tiếng đầu tiên cũng chết á nha. Đó. Cho nên quý tử để ý khi người ta hiến xác, hiến tạng á, người ta lấy giác mạc trước cái đã nha. Cái giác mạc nó mau khô chết liền khi người ta không có chấm nước mắt trong tiếng là dục đi chứ không có xài nữa. Đó. Vì vậy mà phổi nè, thận nè, gan nè, rồi gì nữa, tim nè, mà muốn cho người ta thì trong vòng 5 tiếng đầu tiên mà mình người ta không lấy, qua tiếng thứ 6 alo bác sĩ nói muộn rồi không lấy nữa được không nè. Đó, đó là tiếng thứ 5 nó mới chết hẳn, quý tử hiểu không, từng tế bào nó mới chết. Đó, tiếng thứ 6 thì cái ý thức chúng ta sẽ ngưng hoạt động ở trên não, chúng ta lúc đó mới không biết gì chứ mình nằm tại chỗ đó mà mọi xung quanh mình biết hết á nha, mặc dù không nghe không thấy nhưng mà vẫn cảm nhận được bằng cái ý thức được không. Đó, tiếng đồng hồ thứ 7 thì truyền tống thức, tức là tiềm thức á. Tiềm thức là cái thức mà nó ẩn, mình không có thấy được nó. Ta gọi là trong giấc mơ chúng ta thấy cái hoạt động của giấc mơ chính là tiềm thức, các quý Phật tử nha. Thì lúc đó chúng ta sẽ mơ cái cảnh tượng chúng ta đã từng sống trong cái kiếp này, trong vòng 1 tiếng đồng hồ đó nó diễn ra như cuốn phim, như mình nằm mơ. Thậm chí mình thấy những người thân đã qua đời rồi, ông nội, bà ngoại, cố bà sơ gì đó mà không phải là thiệt. Tại vì trong cuộc sống mình đã từng thấy họ, bây giờ mình nó tái hiện lại, mình cứ tưởng gặp người đã qua đời chứ không phải nha. Đó. Tiếng thứ 8, thần thức A Lại Da sẽ ra đi khỏi cơ thể, tức là linh hồn ra khỏi cơ thể. Và trong Bát Thức Quy Củ Tụng, Ngài Huyền Trang nói là đảnh thánh, nhãn sanh thiên, tâm trung, nhân trung, ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục khước tâm xuất. Có nghĩa là địa ngục dưới lòng bàn chân đi ra sau cùng, tức là nó lạnh sau cùng, ở trên nó lạnh dần xuống thì ra địa ngục nha. Rồi đầu gối á, là thế giới ngạ quỷ. Cái bụng nó ấm sau cùng là xúc sanh. Trái tim nóng sau cùng là sanh về loài người. Con mắt nóng sau cùng về chư thiên. Về Tây Phương Cực Lạc là cái cõi của bậc thánh nhân á, thượng thiện nhân á, thì cái đỉnh nó nóng sau cùng, toàn thân nó lạnh hết. Này không phải thầy nói, Ngài Huyền Trang nói trong Bát Thức Quy Cổ Tụng được chưa nha. Đó, thì cái chuyện đó không biết có thiệt không, mà thôi quý Phật tử, người ta chết hãy để yên chứ đừng có mình làm một nhà thám hiểm một chút rồi chỗ này rứt chút giờ chỗ kia, lúc đó người bệnh mà họ chưa chết nói để tao nằm ngủ chút mày cái tiêu quá đúng không nha. Đó, mình thì tài khôn lắm, rỡ này rỡ kia, cái phán như thánh là người này sanh này sanh kia, thật ra thì cái đó chỉ là yếu tố phụ thôi quý Phật tử nha. Thí dụ như nó đang nóng trên đầu mà trong cái sát na cuối cùng thần thức rời đi á, tự nhiên họ nổi một cái niệm sân trong một sát na thôi, họ đọa xuống địa ngục như chơi, tự nhớ đó. Có một câu chuyện ở trong Thiên Cung Sự của Tiểu Bộ Kinh kể như thế này, cho thầy kể chút nữa được không nha. Rồi,
Cái chàng thanh niên đó con của nhà đại gia rất là giàu ở thành Xá Vệ, hai ông bà già có một đứa con, nghĩ rằng là với tài sản khổng lồ của mình đó, nó sanh ra con rồi cháu nó ăn cũng không hết nữa, thôi cho nó ăn chơi xả láng, không cho nó làm gì hết trơn á. Thế thì hai ông bà già qua đời sớm quá, thằng con mới lớn lên có mười mấy hai chục tuổi, bị mấy thằng bạn vũ hết, đi cờ bạc. Hồi xưa Ấn Độ có đánh bài nữa quý Phật tử nha, đi cờ bạc hết trơn, rồi đi gần với mấy cô mà trong nhà chứa hết trơn tiền luôn. Rồi xong cái phải đi ăn xin, người ta ghét quá người ta không cho. Cái đói quá, cái mấy thằng bạn nói thôi bây giờ tôi chỉ mày làm cái nghề này sướng lắm, chỉ cần đứng ở phía sau nhà kia cầm cái cây, thấy ai chạy ra gõ lên đầu họ là mình có tiền à. Cái tụi nó rủ bữa tối đi vô, nó gom hết đồ của nhà người ta, nó ăn trộm á, nó chạy trước hết trơn. Ông này cứ đứng chờ người ta ra để gõ đầu, cái đến chừng người ta ra, người ta bắt vào nhà vua là ông bị xử chém đầu. Trên đường đi chém đầu á, thì ông thấy ngài Mục Kiền Liên, ông nói hồi xưa ba mẹ mình nó tính tâm tam bảo lắm, hỡi thấy quý thầy đến cúng dường mà dạy mình á, là hỡi mà cúng dường quý thầy mà với cái tính tâm á, cái niềm tin quan trọng lắm quý Phật tử, niềm tin nơi Phật, niềm tin nơi pháp, niềm tin nơi tăng mà mình giữ nguyên si, cái lúc mình gần chết mình sẽ được sanh lên cõi trời. Huống chi quý Phật tử cái niềm tin nơi Đức Phật A Di Đà thì phải về Tây Phương với quý Phật tử nha. Thì chỉ cần phát niềm tin thôi, gọi là tín tâm thôi, thì mình lên cõi trời. Thì thấy ngài Mục Kiền Liên đi qua, cái nói tín tâm phải thể hiện ra chứ không phải là suy nghĩ không là được. Ông mới dâng cái dĩa bánh ngọt mà cái cô mà hồi xưa ở trong nhà chứa đem cho ổng ăn trước khi bị tử hình á, ổng dâng cho ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên ngồi xếp bằng trước mặt ổng, ăn trước mặt ổng luôn, cho ổng có niềm tin được không quý Phật tử, rằng là ổng đã cúng dường chai tăng bữa cuối cùng với cái thân rất là đói, vì cả tuần nay không có gì trong bụng hết trơn á, đi ăn xin cũng cho, mà đi ăn trộm là bị bắt rồi đó. Thì bây giờ tự nhiên ổng sanh niềm vui tịnh tính, ổng không còn thấy đói bụng nữa mà nó khỏe ra. Cái trước khi rơi đầu ổng mỉm cười vì ổng tin chắc rằng cúng dường cho vị thánh nhân này mình sanh lên cõi trời. Thì thật sự với cái tâm đó ổng sanh lên cõi trời đau lợi với Phật tử. Nhưng mà kẹt quá, không biết là trước lúc ổng chết có Phật tử nào trợ niệm rờ cái đầu hay rờ con mắt không, đảnh thánh nhãn sanh thiên đó, hay sao đó, mà tự nhiên ổng hồi tâm chuyển ý. Thật ra thì không phải là ai rờ ổng cả, mà khi mà ổng đang trên đường sanh lên cõi trời á, nó chỉ có vài sát na đó đó, ổng mới suy nghĩ rất là lẹ. Quý tử biết cái thần thức của ổng lên cõi trời bằng cái thân gọi là tử tâm á đó, thì nó chậm hơn cái suy nghĩ của ổng gấp 17 lần. Tức là cái sự chuyển động của cơ thể mình mà mặc dù là vật chất không thấy được á, nó chậm hơn cái luồng tư tưởng tới 17 sát na. Thì trong 17 sát na đó, ổng sực nhớ đến sở dĩ mình được lên cõi trời là nhờ cái cô tình nhân cho mình cái dĩa bánh đó. Tự nhiên cái ổng nghĩ đến cô tình nhân đó, cái ổng rọt xuống trái đất làm ông thần cây đa đầu làng liền với Phật tử. Ghê không? Lên cõi trời một chút xíu là lọt xuống dưới đó, nha. Thì cũng vậy. Rồi cái cô gái kia, tại vì cây đa này là cái đường đi cô đi làm từ nhà mẹ cổ đến cái nhà chứa hàng ngày á, cô đi ngang qua cái cây đa, cho nên cây đa nó còn chút phước đức thần lực đó, nó tỏ ra xung quanh cái mùi hương gây mê. Cái cô này đi ngang cây đa, xỉu vô lòng cây đa hết 7 ngày 7 đêm, ân ái với ông thọ thần, cái ông thọ thần hết thần lực. Rồi cô này được giải phóng chạy về nhà, quý tử hiểu không? Trong kinh nói đó nha, Thiên Cung Sự đó. Đó. Thì thầy nói để quý Phật tử chú ý rằng chúng ta đừng có rờ đụng chạm vô cái người chết để thám hiểm họ, biết đâu được đáng lẽ họ là đảnh thánh nhãn sanh thiên mà chúng ta rờ cái họ không còn khởi cái niệm thiện, cái nhiếp tâm niệm Phật, cái họ chú tâm vô cái bàn tay của Phật tử là tiêu họ luôn đó quý Phật tử nha. Đó. Nên thầy mong rằng là chúng ta cẩn thận cái chỗ đó một chút, không kệ họ, họ giảng sanh đi đâu thì cái chuyện của họ có dính dáng đến mình đâu nha. Mình kìa mới quan trọng nè, nhớ không nè. Đó. Do đó mà chúng ta đừng có làm thầy bói mù, nghe không? Tại vì chúng ta đoán chứ đâu có phải chúng ta thấy bằng thiên nhãn là đi đâu đâu nha. Đó. Đó là cái ý thầy muốn nói về vấn đề trợ niệm. Thứ hai là như hồi nãy thầy nói, quý Phật tử đã có niềm tin nơi cõi Tây Phương vì cái cõi này nó có thật, nó là một cái cõi hữu hình do Đức Phật A Di Đà tu năm ma tăng kỳ kiếp mới thành lập nên được. Ngày nay người ta muốn xây nhà trên cung trăng á, thì nó đã trải qua 50 năm mà quý Phật tử, mà chưa xây được cái nhà nào. 50 năm là từ năm 1969 á, nước Nga, nước Mỹ bắt đầu bay lên cung trăng á, là người ta có ý định xây nhà trên mặt trăng rồi đó. Đến năm nay là năm 2019, có nghĩa là 50 năm rồi phải không quý Phật tử nha. Thì người ta mới xây được cái gì, mấy cái gọi là cái cờ cắm trên đó. À, cho nên muốn xây nhà trên mặt trăng, thầy nghĩ chắc có lẽ 50 năm nữa là 100 năm, thì
Đức Phật A Di Đà xây cái nhà trên vũ trụ nó đúng là ba năm A Tăng kỳ kiếp là chuyện đó bình thường, phải không quý Phật tử? Biết đâu được năm A Tăng kỳ kiếp cái nhà khoa học gia người ta xây được một cái chùa trong vũ trụ đó quý Phật tử nha. À, đó thì cái chuyện đó chúng ta rất là khoa học, chúng ta nên tin cái điều đó là có thật đi. Rồi sau nữa đó là, thưa quý Phật tử, làm sao chúng ta được vãng sanh đây? Thì muốn nói một cái quan điểm như thế này. Nghiệp báo á, chúng ta dẫn chúng ta đi tái sanh trong cái sáu nẻo luân hồi, nhưng mà về Tây Phương nó có một cái loại nghiệp mà chúng ta gọi là tịnh nghiệp, phải không quý Phật tử nha? Không phải thiện nghiệp, nó là tịnh nghiệp. Quý Phật tử làm thiện nghiệp hồi hướng Tây Phương thì nó mới gọi là tịnh nghiệp. Thì muốn được tịnh nghiệp mà nó vãng sanh Tây Phương á, thì đòi hỏi quý Phật tử không có được nay đầu này mai đầu kia, gọi là do dự. Bởi vì theo học thuyết nghiệp của Đức Phật dạy á, chúng ta tạo nghiệp á, nó có ba giai đoạn. Nếu chúng ta mà quyết tâm một lòng mà làm một cái việc gì đó, chúng ta không tính toán cái hậu quả đó, thì trong vòng kiếp này nó sẽ trổ quả liền, ta gọi là hiện báo nghiệp. Lấy ví dụ như thầy có chiếc xe Honda, cái chú đó chú bị mất chiếc xe, mồ hôi tuôn ra như tắm, chú Sa Di á, ở thiền viện Sơn Thắng á, trường Trung học Vĩnh Long á, ổng vừa mượn chiếc xe ông anh, ổng chạy đi mua sách, ổng ghé vô trong cái trường trung cấp để ổng bỏ sách vô cái 12 giờ trưa, ổng quay nói chuyện với mấy thầy trong đó, quay ra cái chiếc xe còn quên chìa khóa, mấy thằng nó ngồi sẵn trong chùa nó chạy đi luôn. Ổng mất chiếc xe, ổng tá quả mồ hôi, ổng ra như tắm á, cái ổng báo với ban giám hiệu, lúc đó có thầy, còn thầy ở đó, thầy chạy ra thầy thấy tội quá, mà thầy ở Ấn Độ mới đi học về đủ tiền mua chiếc xe Honda Way S à. Thì cho ổng luôn chiếc xe Way S để ổng đi về trả cho ông anh, được không? Ông anh chạy ông đơ á. Thầy không có nghĩ đến cái hậu quả là thầy sẽ đi xe buýt xe đò gì cực khổ gì trên á nha. Thầy bất cần cái chuyện mà tương lai nó ra sao nha. Ngày mai ra sao thì kệ nó, được không? Có ra sao cũng chẳng sao, ý vậy đó ha. Thì với cái tâm bố thí như vậy nó sẽ trổ quả liền ngay trong kiếp này, đó là học thuyết nghiệp của Phật dạy, được chưa? Trong vi diệu pháp á nha. Đó. Tại sao vậy? Tại vì với cái tâm bố thí mà không mong cầu kết quả, chỉ một lòng một dạ giúp đỡ người khác á, không mong cầu lợi ích gì cho mình nha, nó sẽ câu sanh với lại cái tâm vui, gọi là tâm hỷ, thứ nhất. Thứ hai là nó không cần sự trợ giúp nhắc nhở gì bên ngoài hết, nó gọi là vô trợ nha. Với cái nghiệp vô trợ câu hữu với hỷ, nó trổ quả ngay trong kiếp này, đó là học thuyết nghiệp Phật giáo, được quý Phật tử nha. Như vậy thì từ nay quý Phật tử muốn cầu gì được đó, cứ việc bố thí mà không mong cầu kết quả, được không? Miễn sao cái người đó họ vui là mình vui, được không nè? Nhớ nha, không có mong cầu kết quả thì tự nhiên nó đến liền kiếp này. Đó là sau đó 4 tháng thầy mua điện thoại di động ở thế giới di động, tự nhiên nó quay số trúng thưởng, thầy trúng được một chiếc xe hai bánh SH. Nhớ thử thấy không? Đó. Thì nó trổ quả liền. Thầy được người ta cúng cái thất 2 tỷ 8 ở Long Thành để mở nhà dưỡng lão. Suốt 2 năm trời, từ năm 2014 đến 2016, thầy không làm được cái gì hết, không ai giúp đỡ mở nhà dưỡng lão để chăm sóc cho những người xuất gia, người cư sĩ mà bệnh nặng không ai nuôi, mà không ai giúp, cho nên thầy để cái thất coi như nhà hoang vậy đó. Nó có luôn chánh điện mà thầy làm không được. Cái lúc đó Hòa Thượng Nhật Quang lên làm trưởng ban trị sự tỉnh Đồng Nai, quý thầy đệ tử như thầy Đạt Ma Chí Hải thì làm phó ban trị sự huyện Long Thành, vân vân. Quý thầy muốn ra ngoài có một cái chùa để mà người ta đến liên hệ công tác cho nó dễ, khỏi vô thường diện thường chiếu. Thầy thấy vậy, thầy nói thôi cái nhà dưỡng lão này không làm được thì cúng cho quý thầy cho rồi đi, để quý thầy làm cho nó có phước. Thầy ra sang tên liền cho thầy Đạt Ma Chí Hải, thậm chí đóng luôn cái tiền trước bạ sang tên 3 triệu luôn. Lúc đó thầy cũng khó khăn lắm. Rồi thầy chai tay trắng luôn về thất ở dưới Madagui thầy ở. Thầy không có suy nghĩ kết quả ra sao hết trơn. Đúng 6 tháng sau tự nhiên ban trị sự tỉnh Đồng Nai á, giao cho thầy quyền cái chùa Hưng Thạnh ở tỉnh Đồng Nai luôn quý Phật tử, tức là bố thí cái thất được cái chùa, được không quý Phật? Đó. Đó là thầy nói để chứng minh rằng mình bố thí mình không có nghĩ đến kết quả thì nó trổ quả liền đó. Rất nhiều chuyện nữa nha, nhưng mà hết giờ rồi. Thì thưa quý Phật tử, trong trường hợp mà quý Phật tử bố thí mà do dự á, tức là không biết cái ông đó ổng ăn xin thiệt hay ăn xin giả, vân vân. Cái ông thầy tu đi khất thực đó, không biết thầy tu thiệt hay là mấy ông ngoài đời giả bộ cạo đầu mặc đồ đi khất thực. Mình còn do dự mà mình vẫn bố thí thì nó không trổ quả trong kiếp này, cũng chẳng trổ quả trong kiếp sau, mà nó tới kiếp sau nữa mới trổ quả. Ta gọi là hậu báo nghiệp, được không quý Phật tử? Hậu là sau á nha. Còn trong trường hợp quý Phật tử, tại vì sao không do dự nha, nhưng mà bố thí nhưng mà mong cầu kết quả đó, thì nó không trổ quả trong kiếp này,
cũng không trổ quả nhiều kiếp về sau, mà nó sẽ trổ quả ngay trong kiếp sau, ta gọi là sanh báo nghiệp, được không quý Phật tử nha? Sanh báo có nghĩa là mình chết đi mình sanh lại là nó trổ quả trong cái kiếp ngay sau khi mình chết. Theo cái học thuyết nghiệp, nó có ba cái kiểu tái sanh do ba kiểu dụng tâm như vậy. Thầy xin nhắc lại, không do dự, không mong cầu kết quả, được không? Luôn luôn hoan hỷ khi bố thí thì trổ quả liền trong kiếp này. Nếu có do dự mà bố thí thì kiếp sau kiếp này không có, kiếp nữa nữa gọi là hậu báo nghiệp. Còn như trước là gọi là hiện báo. Còn nếu như mình mong cầu kết quả đó thì nó sẽ trổ quả trong kiếp sau, được không? Tại vì cái lực nó yếu hơn nha. Đó. Thưa quý Phật tử, bây giờ mình là những hành giả tu tịnh độ, mình chỉ nên dụng tâm theo hai cách thôi. Nếu mình muốn được giảng sanh liền ngay trong cái lúc mình còn sống á, thì quý Phật tử không được do dự khi niệm Phật, cũng chẳng mong cầu gì giảng sanh Tây Phương hết trơn á. Nghe nha, không mong cầu giảng sanh trong kiếp sau nha. Thì quý Phật tử bất chấp mọi thứ, bỏ qua hết mọi thứ, quý Phật tử niệm Phật, chỉ tin Phật A Di Đà là niệm thôi, tin có cõi Tây Phương là niệm, giảng sanh hay không giảng sanh mình dẹp qua một bên luôn, thì quý Phật tử sẽ được giảng sanh liền. Nghĩa là sao? Nghĩa là quý Phật tử sẽ được nhất tâm bất loạn ngay tức khắc, tức là vô cái câu niệm Phật là không còn cái gì chi phối tâm mình được hết đó. Lúc đó quý Phật tử sẽ được cực lạc tại nhân gian, tức là tâm mình có hỷ lạc, được không quý Phật tử nha? Hiểu không nha? Tức là mình còn sống mà giống như là đã về Tây Phương vậy đó. Mỗi giây mỗi phút quý Phật tử tràn đầy hỷ lạc à. Có nghĩa là niệm không mong cầu, giống như thầy mệt quá, nãy thầy nói thầy đi khám bệnh thầy mệt quá, thầy chẳng mong cầu gì, mà thầy móc ra chỗ là thầy niệm, thầy nhiếp tâm, thầy mỗi lần một câu niệm thầy tưởng Phật A Di Đà trước mặt nè, được không? Nam Mô Di Đà Phật là Phật A Di Đà trước mặt, là cái Phật hình tượng á nha, gọi là quán tượng niệm Phật á. 10 phút sau tự nhiên nó có hỷ lạc quý Phật tử nha. Đó. Thì như vậy muốn được hiện báo nghiệp á thì quý Phật tử phải, nói chung là nguyện một lần thôi rồi đừng nguyện nữa, là mình ngay trong hiện tại mình an lạc thì khi chết mình không có bấn loạn, phải không quý Phật tử nha. Đó. Còn nếu quý Phật tử nguyện giảng sanh á thì ngay trong hiện tại khó được an lạc à, nhưng mà khi chết sẽ được giảng sanh, được không? Tại vì mình có nguyện, đúng không nè, có mong cầu nha. Đó. Có mong cầu ta gọi là sanh báo nghiệp, được không quý Phật tử? Được không? Đó. Rồi, còn nếu Phật tử do dự như nãy thầy kể cái cô kia ba hồi giảng sanh ba hồi thì Nikaya coi chừng nha, là kiếp này không được, kiếp sau cũng chẳng giảng sanh, mà kiếp sau nữa mới được giảng sanh đó nha. Đó. Lúc mà chuẩn bị giảng sanh đó, thôi bây giờ tứ niệm xứ quan trọng hơn, đúng không? Cái lúc là tiêu rồi nha. Đó. Xin thưa, mình nhất tâm hướng Tây Phương thì chắc chắn về Tây Phương nó tu lẹ hơn tu ở nhà. Nhớ cái câu thần chú nè, khó nhất là tu tại gia, khó nhì tu chợ, khó ba tu chùa, được chưa? Khó đó nha. Nghĩa là trong chùa dễ tu nhất, ra ngoài chợ mình còn chút sĩ diện, cái mình không dám mà, giống như ở nhà mình muốn nằm mình ăn bế một tô ngồi chồm hổm ăn cũng được, mà ra đường sức mấy mà dám ngồi chồm hổm ăn, đúng không? Không đó. Thì vô chùa thì còn phải ngồi trên bàn mặc áo chàng ăn nữa, đúng không nè? Về nhà thì kiểu gì cũng xong hết, đúng không? Cho nên ở nhà nó buông lung thì khó tu, ra chợ còn chút sĩ diện dễ tu hơn, vô chùa thì càng phải đặc biệt thanh tịnh nữa dễ tu. Thì như vậy cái cõi Tây Phương là cái chùa cực kỳ thanh tịnh, bạn đồng tu không à nha, thì nó dễ tu hơn, phải không quý Phật tử? À, thầy mong quý Phật tử hãy giữ vững cái niềm tin về đó. Nhiều khi ở đây họ tu thiền 10 kiếp chưa bằng mình về kia mình tu thiền một kiếp nữa, được không nè? Thôi mong quý tử có tính tâm nha. Hôm nay thầy nói một chút về cái ánh sáng khoa học rọi vô cái cõi Tây Phương theo mô tả của kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ như vậy á nha, để chúng ta đừng có mất niềm tin, chúng ta tinh tấn tu hành về Tây Phương, nhất tâm nhất hướng, được không nha? Nhất tâm nhất hướng sẽ có thiền định, có trí huệ, được không nè? A Di Đà Phật. Với lại thầy kết hợp ba học thuyết nghiệp, nếu quý Phật tử mà niệm Phật đừng có mong cầu, mà hết lòng hết dạ niệm á, đi đứng nằm ngồi cũng niệm, thì thời gian đâu mà mong cầu á, thì nó sẽ được hiện tại là cực lạc hiện tiền. Còn nếu Phật tử mong cầu thì hiện tại cũng được an lạc, nhưng mà chết mới được giảng sanh có cực lạc. Nếu Phật tử do dự thì không có phần của chúng ta, được chưa nè? Rồi, A Di Đà Phật, thầy xin hết. Yeah.